Xin chào các bạn đã theo dõi chương trình Sắc Màu Thời Trang. Ngày hôm nay thì Phượng Hạnh cảm thấy rất cool ngầu khi diện một bộ trang phục như thế này. Nhà Kỳ cũng có chung cảm nhận như vậy. Và thật lâu rồi mình mạnh dạn mặc cho mình một style khác với ngày thường như thế này. Nếu bạn là một người thích trải nghiệm phong cách cá tính xưa cũ nhưng hiện đại thì chủ đề của chương trình ngày hôm nay, phong cách Âu Mỹ thập niên 40-60, sẽ mang đến cho các bạn một vài hình ảnh thú vị. Đầu tiên sẽ là sự biến đổi phong cách của một chàng trai trẻ cá tính với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Sau đó hãy cùng phóng viên chương trình tìm hiểu một vài xu hướng thời trang mang phong cách Âu Mỹ thập niên 40-60. Chào lời chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức clip Sammy Everybon với những trang phục cá tính dành cho cả nam và nữ. Các bạn thân mến, bắt kịp những xu hướng thời trang cũng là cách để bạn thay đổi hình ảnh năng động phong cách cho chính bản thân mình. Chu kỳ của thời trang luôn xoay vòng, đôi khi tìm về với những thiết kế đơn giản độc đáo, cá tính của những thập niên trước cũng có thể giúp bạn tìm thấy những cảm hứng mới trong cách mix đồ mỗi ngày. Còn bây giờ hãy cùng thời trang gặp gỡ những vật trải nghiệm tôi biến đổi ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Tom và mình năm 1995. Mình là thợ cắt tóc, sở thích của mình là đi cắm trại, lái xe mô tô. Phong cách thời trang của mình khá là đơn giản, chưa phù hợp với cái công việc của mình thì mình tham gia chương trình để mà mong muốn là được tư vấn để phù hợp với phong cách của mình hơn. Xin chào anh Long ạ. Chào anh. Xin giới thiệu với anh Long, đây là Tom, nhân vật tham gia trải nghiệm tôi biển đường ngày hôm nay. Chào Trang. Chào bạn. Hôm nay bạn tại quán mình thì bạn mong muốn mình tư vấn cho bạn về phong cách nào? Em là một người thợ cắt tóc thì em muốn tới đây để thay đổi theo những style vintage hay là những style đi phượt này kia để mà muốn thay đổi bản thân mình để cho phù hợp với công việc của mình. Với mong muốn của bạn thì shop của mình đang có những cái dòng rất là phù hợp với ngành nghề của bạn, đặc biệt là những cái dòng style về workwear nó rất hợp với cái dòng về cái ngành nghề của barber của bạn. Vâng, và thì Trang hy vọng rằng ngày hôm nay Tom sẽ lựa chọn cho mình được những mẫu đồ thích hợp và ưng ý. Mình sẽ tư vấn bạn về một số mẫu quần phù hợp với ngành nghề của bạn và mang lại sự thoải mái khi bạn làm việc. Đầu tiên là có loại quần Vukapan. Luôn này, quần này có đai lưng. Mẫu thứ hai là kiểu kiểu sọc quá bắt, mang xu hướng workwear. Nhưng mà mình thấy bạn sẽ hợp với mẫu này hơn, cái kiểu chiếc vải denim. Cùng này nếu mà với công việc đựng nhiều của em thì chắc cũng thoải mái. Với cái mẫu denim này mình sẽ tư vấn cho Tom phối với cái áo sơ mi dạng cũng dạng denim luôn, nhưng mà sẽ làm mang cái màu sắc mà sáng hơn để nó làm nổi lên cái áo của Tom đang mặc. Với cái chất liệu này là vải denim, nó là cái dạng mỏng nhất thì nó sẽ làm cho em một cái cảm giác rất là thoải mái. Thì khi mà em phủ cái này em có thể mang cái dạng khoác hoặc em gai nút khi em mang áo phông rộng. Về bộ đồ đó mình sẽ tư vấn cho Tom một mẫu dây rất phù hợp với cái dòng buộc của em. Đôi dây này cũng phù hợp với bộ đồ, mẫu dây rất đẹp. Thì cái mẫu dây này sẽ phối với những lỗ tức nổi lên để làm cho một cái điểm nhấn trong cái outfit của mình. Sắp tới là có một chuyến đi cắm trại cùng với bạn bè thì không biết anh là có một cái màu áo khoác hay là áo thun nào để phù hợp những ngày cắm trại không ạ? Giờ đây những cái màu anh mình đã tư vấn tới trước, mình sẽ tư vấn Tom về một số màu áo khoác này. Khi Tom chạy xe, họ sẽ giúp cho Tom đi trên đường an toàn. Mấy cái màu áo giá này là nó mang cái xu hướng vintage theo thời gian nó
sẽ không lộ quần cho đó. Cái chất liệu da này rất là bền. Tom chỉ cần phối một cái áo phông trơn ở trong, phông trơn trắng thì nó sẽ tốn lên cái áo của Tom làm quần. Thì với một cái màu áo da này á, thì nó rất phù hợp cho những biker, người lái xe trên đường. Vậy chiếc jacket đó thì mình tư vấn cho Tom cái màu áo trắng này, tại vì màu trắng nó sẽ là bực lên cái áo da của Tom như lúc ban đầu nói. Thì cái áo phông này nó là của hãng Indian Motorcycle. Thì đây là một cái hãng nổi tiếng cho cộng đồng chơi biker, chơi motorcycle. Tom sắp được. Vậy cái màu áo trắng này á, thì mình khuyên Tom nên sáng lại khi mang, tại vì cái áo phông nó rất là đơn giản. Tom có thể mang kèm với áo khoác và mang không phải vẫn đẹp với cái màu áo này. Tom là một người rất là cá tính, hơn nữa là ngành nghề của Tom là barber nên mình đã tư vấn một số màu áo quần hợp với dáng người của Tom và ngành nghề của Tom. Hôm nay mình rất ưng ý với những cái sản phẩm áo quần và phụ kiện mà mình đã tư vấn cho Tom. Mình cảm thấy rất là hài lòng về những bộ trang phục hôm nay, phù hợp với công việc và những chuyến đi xa của mình. Thì sau chương trình thì mình muốn cảm ơn tới anh Long và chương trình Tôi Biến Đổi đã giúp mình thay đổi như thế này. Thời trang luôn biến đổi, thậm chí là xoay vòng, và chính điều đó đã tạo nên những khác biệt, có đúng không nhà Kỳ? Vâng, hoàn toàn chính xác, và đó cũng chính là lý do mà trong tủ đồ của các bạn trẻ luôn xuất hiện những item, những thứ đã xưa cũ nhưng là rất phù hợp với cuộc sống hiện đại. Những xu hướng thời trang của các thập niên trước đang dần trở lại một cách mạnh mẽ và có một sức hút lớn với những người yêu thời trang khắp nơi, trong đó có giới trẻ Huế. Vâng, và thật vui vì ở Huế chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được những item mang theo phong cách Âu Mỹ của những năm 40-60 như là biker, vintage, vintage hay là workwear. Mục xu hướng, hãy cùng tìm hiểu những phong cách đặc biệt này. Sự trở lại của những xu hướng thời trang Âu Mỹ thập niên 40-60 đang được giới trẻ yêu thích đón nhận. Hãy cùng chương trình điểm qua những xu hướng đơn giản, cá tính và đầy phóng khoáng mang phong cách thời trang Âu Mỹ. Ở shop Mong Noa hiện tại của mình đang có một số màu áo khoác, quần, phụ kiện, những túi xách đi kèm mang hơi thở của những cái thập niên trước đây. Thì những cái trường phái đặc trưng là có biker, workwear và vintage military. Thì những cái trường phái này nó đang phổ biến ở các nước phương Tây, Nhật, Hàn và Thái, vân vân. Một bộ phận giới trẻ của Việt Nam mình cũng đáng yêu thích những cái trường phái này. Workwear, phong cách thời trang xuất phát từ trang phục của người dân lao động Âu Mỹ. Đây là xu hướng thời trang xuất hiện và tồn tại hàng thập kỷ qua. Sự trở lại của những chiếc quần jean ống rộng, áo khoác denim đang thực sự thu hút các bạn trẻ. Có thể xem denim là gốc rễ và là nền móng của trang phục workwear. Biker, dòng thời trang với dân mô tô. Với tiết trời của ngày hè nóng bức,
áo phông cô tông dạng suông gọn cùng quần jean và một chiếc áo khoác hòa tiết luôn là sự lựa chọn thích hợp cho bạn. Quần biker thường có dạng slim string fit, gọn gàng hơn quần jean ống đựng cổ điển, nhưng lại không quá bó như skinny. Caro, sọc ngang hay sọc dọc chính là những mẫu hoa tiết đang dẫn đầu xu hướng của trang phục biker. Những bộ trang phục đầy cá tính, năng động và phóng khoáng này luôn là lựa chọn hàng đầu cho những phượt thủ. Military. Những thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục của quân đội. Sự mạnh mẽ, vẻ nam tính luôn được thể hiện qua chất liệu và kiểu dáng của từng sản phẩm mang phong cách này. Pea jacket, field jacket, quần cargo combat, loại quần ống rộng, túi hộp thường may bằng vải kaki chính là những món đồ thời trang kinh điển của Vintage Military. Vintage Military luôn mang đến cho bạn vẻ đẹp ấn tượng cá tính và mạnh mẽ. Điểm đặc biệt của những phong cách thời trang Âu Mỹ đó chính là tự do và táo bạo. Những màu thiết kế này có thể phù hợp cho những chàng trai hay cô gái đầm cá tính phong cách. Hãy thử làm mới phong cách cho chính mình với trang phục mang phong cách Âu Mỹ. Thời trang đang chứng kiến sự quay trở lại của rất nhiều phong cách các thập niên trước và đôi khi nhà khi cũng không hiểu lý do tại sao. Phải chăng sự hoài cổ mang một vẻ đẹp lãng mạn khiến cho các thính đô thời trang thích thú khi khám phá những biến đổi mang vẻ ngoài của chính mình? Và dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng chúng ta vẫn có thể cho mình những item yêu thích, những phong cách khác biệt. Và ở chung một phong cách ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với clip xả mía Ruben. Bạn có thể biến đổi phong cách phóng khoáng của những người đi phượt, mạnh mẽ cùng với thời trang quân đội hay thời thượng của denim. Sử dụng chất liệu thun, khaki hay là denim cùng với những gam màu trầm tính rõ ràng sẽ khiến cho các chàng trai cô gái trở nên thật cá tính và lãng mạn hơn.
Rất ấn tượng với sự phối hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại của các bạn người mẫu trong clip vừa rồi. Trải nghiệm những xu hướng mới, những phong cách thời trang khác biệt, đó cũng chính là cách mà chúng ta cảm nhận cuộc sống thật vui vẻ và tuyệt vời hơn, có đúng không nào? Clip 60 Reborn cũng đã khép lại chương trình sắc màu thời trang hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những số tiếp theo của chương trình để cùng tìm hiểu nhiều phong cách thời trang thú vị và đặc biệt khác.